Xin chào các bạn. Hôm nay rảnh rỗi mình lôi cái bộ combo lều mà mình dùng chữ kinh doanh ha, đang giới thiệu đến các bạn gồm có những gì nha. Thấy khá nhiều bạn thích, khá nhiều bạn thắc mắc và cũng khá nhiều bạn là chưa biết trong đó có gì nhưng mà vẫn đặt mua. Có điều mình muốn giới thiệu với bạn cái sự tự hào của mình khi mình phát triển cái bộ combo lều. Cái bộ này dùng để thi cắm trại nhanh cũng được, bạn mang đi dã ngoại cũng được. Mình sẽ test cho bạn xem luôn cả cái độ thấm nước của cái chất liệu làm cái vải lều này của mình cũng khá là ổn. Với những cơn mưa nhẹ thì bạn tha hồ bạn tránh được, nhưng mà mưa mà lớn quá dạng giông bão thì thôi cho mình thua nha, lều cái nào cũng chịu nổi. Vậy bây giờ mình xem thử trong bộ này gồm có gì nha. Đây tên tên đây là một bộ combo lều mình đang kinh doanh. Đầu tiên đã gọi là lều thì bạn sẽ có dây, đây là hai bó dây, mỗi bó là 10 mét. Mình để qua ha, 10 mét. 10 mét thì là cái chuẩn để bạn có thể dựng được cái lều cắm trại nhanh 4 cọc. Tuy nhiên bạn nhớ rằng với mỗi người sẽ có cách đo, cách phát triển khác nhau cho cái số đo của mình. Trên lấy về là chuyện, nhưng mình sẽ đánh dấu là những gỗ nào để mà mình khi mình tăng lều lên một cái là nó lên liền. Đây là cây búa chuyên dụng đóng cọc. Có nhiều bạn cũng nói mình rằng là búa mình tự mua của mình. Gọi là tự mua cho thuận tay, mình cũng từng có quan điểm đó với bạn đó. Nhưng mà khi mình cầm tới cái búa này thì mình phát hiện trong câu chuyện là sao ạ? Nó khá là tuyệt vời, chỗ là thứ nhất là các bạn thấy không, cái đầu nó khá chắc chắn, rất là nặng, cái cán thì lại nhẹ, thậm chí nó có thêm một cái chịu lực cho bạn đưa vào tay khi bạn đóng. Bạn treo, bạn cất cũng được. Còn mình không xài thì sao, mình tháo ra là mình cất. Hiện nay mình đang làm một cái bao để bọc cái đầu luôn để cho nó an tâm. Bạn thấy rằng cái đầu búa này nó cũng được móc nè, dùng để khi bạn dựng lều xong bạn cần lấy cọc lên là bạn cầm bằng chỉ có lên, và nó không có gây ảnh hưởng đất bao đựng lều hay là ảnh hưởng nguy hiểm tới mình. Mình thấy nó khá là chuyên dụng nha, lực rất rất đẹp, lực rất đẹp. Cái búa này thì mình thấy nó nặng không quá hơn 500 gram các bạn, khoảng 500 gram, nhưng mà cái lực nó làm cho mình cảm thấy rằng nó phải là như là ký khi mà đưa xuống. Đây là cái búa. Búa thì mình sẽ cho đi chung với lại cái cọc đi ha. Đây là cái túi đựng cọc của mình nè. Mình cũng cho phép là mình sẽ giới thiệu, không nhất thiết phải theo thứ tự, nhưng mà mình cũng làm quen với nhau cùng thấy đây là cọc dựng lều của mình. Trước giờ thì thực ra khi mình làm phụ trách đội á, mình cũng cho học sinh đi dựng lều nè, bản thân mình cũng tham gia một số cái hội chạy huấn luyện Kim Đồng toàn quốc nè, hội chạy huấn viên công tác đội bậc 1 của thành phố Hồ Chí Minh, chạy Lý Tự Trọng nè. Và khi tới bộ môn này á, mình thấy là các bạn đa số cái cọc các bạn là ra ngoài kiếm sắt chữ V, các bạn chặt xéo xuống xong bạn hàn thêm cái thanh ngang này, thì khi bạn dựng lều các bạn sẽ móc hoàn cái bạn kéo lên, đúng không ạ? Tuy nhiên với cái bộ cái là cây cọc này thì bạn thấy nó hoàn toàn nó khác biệt. Việc một bạn thấy nó cái bao đựng không ạ? Đây chia sẻ bạn luôn, mình có thể rút cái bao bảo vệ cái đầu mỗi lều. Đây còn khá bót ha, đây bạn thấy không, đây mình tiến tới gần để mình đang xa camera, bạn thấy không ạ? Đây cái đầu này rất là dễ cho bạn đâm vào đất, tuy nhiên nó lại không quá nhọn gây sát thương, bạn thấy mình thể đâm thoải mái. Trên đầu này có các rãnh xoắn, bạn nhìn kỹ nó sẽ có các rãnh xoắn, nó làm cho bạn bám đất chắc hơn và nó đi xoáy ra vào, đôi lúc bạn cầm bạn dúi những cái đất khó bạn làm được. Cho nên nó có cái thành này, đây là cái chỗ mà hồi nãy mình nói với bạn là nếu như mình dùng cây búa trong trường hợp mình làm nhanh, bạn móc vào đây giật là nó đi lên, bạn thấy rất dễ không ạ? Khoen dây này thì bạn dùng bạn treo, bạn cất, bạn gom lại bốn cái này, bạn gom lại bạn treo vẫn được. Bạn thấy đây có sẵn dây cho bạn. Mình có bốn cái, một bộ là bốn cái. Và bốn cái này bạn thấy rằng rất chắc chắn. Chắc hơn nhiều 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 lần cái sắt chữ V mà các bạn rất hay làm mà khi bạn đi thi. Đó. Và bọc này thì hiện nay mình đang làm cái phiên bản là có cả cái nhựa để che lại cái đầu của cái bọc này, nó không có bị ảnh hưởng sát thương đó. Mình cũng còn cẩn thận một chút xíu nữa là trong quá trình phát triển của mình thì mình đã làm thêm cái túi đựng lều bằng cái vải dày hơn cả cái vải giấy đựng lều. Đây cái vải, và vải này thì giúp cho bạn bạn bỏ bốn cái này vào. Trong những phiên bản trước của mình á, như mình dùng những chỗ phiên bản là những lúc mà mình mới đầu thực hiện cái bộ dựng lều này á thì mình chưa có cái túi này, cho nên mình cũng có nói luôn một việc là nếu như bạn nào đã mua trong những giai đoạn ngày đầu của mình thực hiện cái bộ dựng lều này của thư viện online 102 á thì bạn liên hệ với mình xin phép được tặng gửi tri ân cho bạn cái bộ túi dựng lều này. Rồi khi bạn gói lại xong thì bạn sẽ có cái dây để bạn buộc lại. Mình cũng may đơn giản thôi, giúp cho các bạn có thể buộc lại một cách rất nhẹ nhàng. Đây mình đang buộc cho bạn xem, ngay cả các em đội viên các em nó cũng có thể buộc để cất cho mình đấy.
Rồi chỉ cần buộc một cái nút sống ở đây một cái, mình vòng quanh mình siết một cái nút đơn đó, xong mình lên đây, phải không? Mình đã buộc xong và rất gọn gàng. Đây là cái món thứ hai mình, món thứ ba nha, dây búa cọc ten ten ten, và đây là cái bộ gậy dựng lều. Mình hiện nay mình cũng có túi, có túi đựng. Những ngày đầu mình làm thì cũng một số cái túi mình sử dụng bằng cái túi ni lông các bạn, túi ni lông mà ni lông dày kìa, ni lông nhập xịn á, không phải ni lông mà bán ngoài chợ lớn thì rách đâu. Tuy nhiên thì qua quá trình mình thấy có không ổn và mình đã tìm được một cái loại, đó là mình có túi bao đựng. Mình sẽ xem bạn xem một cái bộ này nó gồm có đây 1 2 3 4 5 6, nó chia ra như sau. À đây mình chia theo cặp cho bạn xem ha. Đầu tiên đây là hai cái gậy, hai cái đầu của hai cái gậy. Khi dựng lều sẽ có hai cái gậy đó mà. Đây là hai cái đỉnh đầu. Hai đỉnh đầu trên mình thấy rằng nó có sẵn luôn cho bạn là hai cái này để đâm vào cái khoen lều. Lát mình sẽ nói. Thực ra khi mà trong dựng lều, một số bạn thì nói rằng tôi để luôn cái đầu bằng này để tôi chụp cái bao lều lên, chụp cái bạt lều lên, xong bạn thắt nút thuyền chài. Chỉ nói chuyện bình thường cơ bản. Nhưng mà nếu có điều kiện tại sao mình lại không làm câu chuyện có khoen và đưa cái thanh này vào thì nó sẽ chắc chắn hơn nhiều lần. Và hiện nay theo chuẩn quốc tế thì cũng đã thực hiện chuyện này. Mình cũng đã liên hệ, mình hỏi trực tiếp với chỗ thầy Huỳnh Văn Toàn, hiện nay là trưởng khoa công tác đội trường đại trọng và rất chuyên nghiệp về kỹ năng, rất nổi tiếng về kỹ năng mà thấy, thì thầy cũng khẳng định với mình rằng hiện nay trên thế giới người ta cũng đã phát triển các cái loại dựng lều bằng cách là đóng cái đầu này đưa vào cái khoen của các bạn, và chuyện này chuyện bình thường chứ không phải là ăn gian gì cả. Lúc này khi đưa vào xong thì mình xin việc mình làm nút thuyền chạy đây để đưa xuống. Như vậy thì mình đã bắt chỉ theo hướng này. Đây là đoạn đầu, đây là đoạn thân. Mà thấy đoạn thân nó có đặc điểm đó là phía đuôi này thẳng luôn, phía đầu này nó có cái khớp nối, lát mình hướng dẫn cách khớp nối với bạn ha. Và đây là cái chân, đây là chân. Chân thì nó phân biệt với là cái đầu ở chỗ nó có cái đầu này là cái đế bọc nhựa, và thì nó sẽ nằm thế này đấy. Nhưng mà tình hình nó là khi đọc cái này xong thì sẽ tới cái ông này đưa lên, xong tới cái ông đầu. Vậy giờ mình ráp làm sao thì mình chỉ các bạn luôn. Bạn đây là cái chân, mình làm trước cái chân cho bạn xem nha. Cái chân ở đây là cái thân, như vậy từ chân sẽ lên với cái thân, bạn thấy không ạ? Như vậy thì khi ráp vô bạn thấy rằng nó có cái này đây. Như vậy thì mình đẩy là không vô nè, nhưng mình làm như sao để rào vào nè, bạn thấy không? Nó có cái ngàm nè, bạn để cái ngàm này vào trong đây, bạn lấy bạn lại chịu được lại à. Bạn đưa cái ngàm này vào trong cái lòng ống đây mình làm nha. Tất nhiên là với câu chuyện mình đang làm hiện nay nó khá là cứng đây, mình mới bóp mà đây. Sau sau bạn đẩy vào đấy, bạn thấy không, rất chắc chắn, tha hồ rung rinh, mình quơ cây mình chẳng sợ gì hết. Thì tất nhiên đây mới có chân đế một thân và tới cái đầu. Vậy mình cầm cái đoạn đầu ra, à đoạn đầu sau mình cũng ở đây, bạn thấy không, có cái mũi đây, mình với việc mình đưa vào nè đấy, vuông góc mình lại bắt đầu mình bẻ lên đó, đẩy vào xong. Thế là mình có cái đoạn dài 1,5 m, một đoạn này là 50 cm. Mình thấy mình đo tay đây 40, dư một miếng đây 50, cứ một đoạn 50. Như vậy thì ba cái thân này mình đặt sẽ đúng 1,5 m. Hiện nay thì một số bạn ở tỉnh thành đã mua về và đã đo và trực tiếp sử dụng, và các thầy giám khảo cũng rất là thích cái bộ này, và các thầy đó cũng khẳng định luôn đây là bộ hàng này chắc chắn. Cái phiên bản đầu tiên của mình khi ra mình làm một cái phiên bản khác, cái ống này nó nhỏ hơn, cái phi nó khoảng 15 16 thôi, nhưng đến phi này thì mình đã làm tới 19 20, trên nó chắc chắn và giúp cho các bạn có thể an tâm khi mà dựng thi. Nó như nó rất là nhẹ nha, mình cầm một ngón nè, sau đó làm hai ngón chứ cầm ngón sau cầm đây, nó vẫn có thể đứng bình thường bạn đó không, mình cầm hai ngón nó vẫn có thể cầm được bình thường với bạn, dựng đựng được. Các bạn thấy rằng trọng lượng nó khá là nhẹ. Còn muốn lấy ra thì sao, rút ra là xong đây, mình rút rút ra là xong. Thế ba bạn mà thấy là mình đã có được cho một bộ à. Vì tiếp theo nữa thì mình làm gì các bạn thấy đây, mình bỏ vào trong cái túi mình đây. Đó ạ. Tên rồi. Cũng buộc lại như hồi nãy mình mới trao đổi với bạn. Đây buộc lại. Cũng là một cái nút đơn. Cái mình siết lại một cái. Đó ạ. Xong mình quay qua đây. Cái mình lại tiếp tục. Mình siết lại một cái. Rồi. Thế là bạn đã có được cái bộ. Đây, mình để đây luôn nha. Lát mình cho bạn xem tổng thể lại. Rồi, và đây là cái món hàng mình ưng ý nhất. Đây là cái bạt, bạt điện lều. Bạn thấy rằng với cái bạt này thì chất liệu vải mình đã sử dụng, những bạn nào sử dụng á, mình sử dụng vải là vải nhập, à, vải nhập khẩu, đúng không? Nó rất chắc chắn.
ngay mỗi cái góc này mình đều may ít nhất là hai lớp xong mình mới đóng khoen, và mình là người trực tiếp đóng khoen. Bạn nào đã từng theo dõi các video mà mình đã đăng á, mình là người đóng khoen, không phải là tại mình tiếc tiền mình không muốn đưa cho nhân công, mà chính khi mình đóng á, là mình đo từ góc ở đây xuống đây là bao nhiêu, rồi mình đóng vào như vậy thì cái khoen nó phải xòe và chịu lực được tốt, chứ không phải cái khoen này thì bạn thấy rằng có nhiều chỗ đóng rất ẩu, rất là xấu, hoặc là nó không chịu lực được, nó xuất sụt cái này và rất dễ bị đứt khi bạn trong quá trình bạn thi. Mình muốn làm sao mà khi bạn thi á, nó phải tốt nhất, chứ không phải là mình chỉ đem cái này ra rồi thi một lần rồi bỏ. Thậm chí bạn biết là ở Cà Mau mình có hỏi thăm cho bạn Nhi ở tỉnh Cà Mau á, bạn cũng có đặt mua cái bạc lều này của mình á, mình hỏi bạn ơi cái khoen này xài tốt không em, bạn trả lời mình rằng hiện nay vẫn ổn anh ơi, sau 40 lượt thi thì nó vẫn ổn. Ôi bạn dành cho cái tỉnh mà 40 lượt thi, nghĩa là cứ một cái này căng lên tháo ra tính một lượt á, mà 40 các em mà có em làm mạnh tay, của em làm nhẹ tay, của em làm đúng, của em làm sai kỹ thuật mà nó vẫn còn ổn thì mình tự tin vào câu chuyện này, và do vậy mình sẵn sàng bảo hành cho các bạn 6 tháng cho cái khoen này, 6 tháng cho cái chất liệu vải này, bạn đừng làm đắt được rồi nha. Thì mình vô tư với bạn nói 6 tháng cho vui chứ bảo hành mà 1 năm chẳng sao. Thực ra bảo hành là gì ạ? Bạn bị hư gì đó mình mang qua mình sửa, mình có thợ mà đúng không ạ, mình có thợ may giúp mình những câu chuyện này, mình trực tiếp mình chỉnh khoen sửa khoen cho bạn, cho nên mình không có sợ trong câu chuyện bảo hành cho bạn. Và mình cũng đầu tư luôn cả một cái tem mạc ở đây để biết rằng đây là của thương viện online 102, ở đây có slogan là vì đàn em thân yêu, và tấm vải này bạn thấy rằng che nắng che mưa được, thấy không? Mình chấp bạn giật, bạn xé thử cho vui đi coi nó sao. Ngay cả cái cô thợ may khi có may cho mình đó, mình dùng chữ thợ may nha, ở đây mình không có chơi may công nghiệp mà mình sử dụng may gia đình, và rất kỹ, họ chỉnh từng chút một theo ý của mình, các cô rất rõ ràng. Và lúc này khi họ kiểm tra cho mình họ làm á, họ nói rằng trời ơi, thường cái tấm vải nè cầm nó kéo nè xẹt đường là nó đi rồi, còn cái tấm này xẹt khỏi đi, cầm xé không đứt, không có vấn đề gì cả. Cô nói trời ơi, may cái tấm vải này mà thiệt á Hải ơi. Nhưng mà do vậy mình lại càng tự hào với chất liệu mình đã đầu tư, mình mua nó tương xứng và rất nhẹ các bạn, 500 gram bằng chai nước suối nhỏ các bạn, 500 gram nhưng mà có thể giúp cho bạn thi đạt được câu chuyện 90 điểm là chuyện bình thường. Đây là cái thứ ba là vạt lều, và tất cả tổng cộng thì mình đã làm một cái túi đựng lều, đúng không? Mình may mình đựng lều đây, bạn thấy như vậy thì với những cái như vậy mình tất cả mình là xét vào đây và mình sẽ có cái bộ đồ nghề để mình làm được. Bây giờ mình cất vào lại cho bạn xem ha. Đầu tiên là vạt lều, một bộ combo này có gì bạn hỏi mình bao nhiêu tiền, các bạn thân mến, một bộ combo này với thực ra tính từng tiền từng món riêng á giá rất là cao vì công và làm nữa, nhưng mà mình tính hết combo mình vừa hỗ trợ với phương châm của mình, với con slogan của mình là chất lượng đẳng cấp giá thành quốc dân, nên mình để nguyên bộ combo có đầy đủ hết option như vậy á là 700.000. Tuy nhiên có một số bạn nói rằng bạn thích sử dụng cái búa riêng, đây bạn thích cái sử dụng cái búa riêng, bạn không sử dụng búa riêng thì thôi trừ là 100.000 cho cây búa này. Cái búa này mà mình mà bán lẻ phải 130.000 tới 150.000, trời phải cho mình chút xíu đồng uống cà phê chứ không à. Tuy nhiên với bạn khi bạn không sử dụng mình trừ trực tiếp nó ra luôn là 100.000 cho các bạn luôn, chẳng có vấn đề gì cả, chẳng cần lời lỗ gì đây. Và do vậy lúc này bộ combo lều sẽ chỉ còn có giá là 600.000 nếu như không sử dụng búa. Sau đó mình bỏ bộ gậy vào. Có nhiều bạn nói rằng gậy mày đây gậy mét rồi với, nhưng một số địa phương lại muốn xài sử dụng gậy 1m2 thì sao? Bạn ơi, chuyện bình thường, mình đổi free cho bạn luôn, chuyển qua cho bạn thành gậy 1m2. Thực ra gậy 1m2 của mình á, giá thành nó tương đương và còn cao hơn cả gậy 1m5 này. À, vì chất liệu của nó là hợp kim cao cấp hơn cả chất liệu của cái loại 1m5 này. Nếu như bạn nào đã từng cầm 1m2 bạn sẽ thấy câu chuyện cái điều đó. Nó cứng đến mức độ mà mình không thể dùng kềm mình cắt cắt cái đầu của nó, mà mình buộc phải đi ra máy cưa máy để cắt luôn là không biết nó như thế nào rồi. Nhưng mà nhiều bạn không biết, cứ tưởng là 1m5 là ngắn hơn thì giá phải rẻ hơn, không phải đâu. Không phải đâu. Do vậy sau khi mình cân đo đong đếm là số tiền thì quyết định là mình làm luôn 1m5, tại ra số tỉnh thành làm rất nhiều. Và khi bạn làm 1m2 chính là lúc mình đã phải tốn thêm tiền để mình chấp nhận mình đổi bù cho bạn luôn á, chứ không phải là mình được lời hơn đâu. Bạn an tâm chuyện đó ha. Mình dùng cho an tâm vì có số bạn rất thích câu chuyện là chiến thắng được cái nhà bán hàng, đúng không ạ? Nhưng mà người ta nói rồi, thắng làm gì đâu, quan trọng là cho tụi nhỏ, quan trọng là các bạn làm sao có được cái món đồ mình thích. Cái mình nói rằng mình luôn luôn mình hay nói đùa á, là cái ức nhất là có tiền không mua được đồ tốt, có tiền nó không biết xài sao để cho nó thỏa mãn cái đam mê của mình, cái thích của mình, tự nhiên có phải đi xài đồ dởm làm gì. Đây mình có gậy, đây là cọc, bạn thấy cọc rồi ha. Đây là hai bo dây, dây này nãy mình cũng chưa cho bạn xem rõ ha. Dây này bạn thấy nó có ba màu, màu xanh dương navy nè, màu xanh navy nè,
màu xanh rêu nè và màu cam. Dù có màu gì thì màu nhưng mà rất là chắc ha. Mình chấp bạn cầm, bạn cắn, bạn cấu, bạn xé, thực ra bạn sử dụng, bạn dựng cái lều này 10 lần sợi dây này vẫn chưa xuyên nhê ha. Chứ có nhiều đơn vị, hiện nay á, là bạn biết á, là khi họ sử dụng cái dây này á, họ xài được có 3-4 lần thôi là họ sẽ không làm được nữa, họ sẽ dây này bị tưa bị hư. Nhưng với mình thì mình chấp cho bạn luôn xài 10 lần chưa chắc. Và cuối cùng là cây búa mình cất vào đấy, mình đóng vào. Lúc này mình sẽ có câu chuyện, mình thấy rằng mình đóng cái túi lều lại đây, mình đóng cái túi lều lại và bạn sẽ có tan một bộ đồ nghề đi thi dựng chạy nhanh, bạn đi cắm trại, đi ra ngoài đi picnic cũng được. Chào các bạn, lần sau mình sẽ tiếp tục với các bạn nha. Còn bây giờ đến giờ nấu cơm rồi, xin chào và hẹn gặp lại.